ơi, em muốn đi ra ngoài chơi. Không được đâu em, bây giờ đang mang thai nữa chứ, ra ngoài nguy hiểm lắm. Nhưng mà ở trong lâu đài này suốt thì khiến cho em chán quá ngại. Em đang nói cái gì vậy? Cung điện này anh đã cung cấp cho em rất là nhiều thứ rồi mà. Nào là vinh hoa phú quý, đồ ăn, đồ ngọt, nào là những trò chơi giải trí cũng đưa rồi, sao em có thể chán được chứ? Không, nhưng mà mấy cái thứ đó ngày nào cũng xảy ra hết. Mà em cực kỳ chán những việc đó. Bây giờ em muốn ra ngoài, em muốn nhìn, gọi là nhìn mặt trời. Em lúc nào cũng cứng đầu thiệt mà. Thôi mà bây giờ em đang mang thai nên thì thôi được rồi, ta chịu em lần này thôi đó. Lên, lại đây, dắt hoàng hậu ra ngoài cung chơi. Dạ, có thần. Nhớ hãy đảm bảo an toàn cho hoàng hậu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ngươi sẽ phải lãnh hậu quả, nghe chưa? Dạ, tôi biết rồi. Dạ, hoàng hậu cứ đi theo tôi đi ạ. Làm gì hoàng hậu ơi? Cuối cùng ta cũng có thể thấy lại mặt trời rồi. Suốt 3 năm qua ta cứ ở trong cung điện đó suốt, mà bây giờ cuối cùng cũng được thấy rồi. Cảm ơn ngươi nhiều. Dạ không có gì thưa hoàng hậu. Ui mà giờ hoàng hậu đi đâu vậy? Từ từ khoan đã hoàng hậu. Hoàng hậu đừng có chạy, lại lông nhông ra chỗ này. Chỗ này rất là nguy hiểm, lại hoàng hậu đang mang thai nữa chứ. Trời ơi, ngươi cứ nhắc nhở tao hoài. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là ba mẹ của ta, ngươi chỉ là một người lính thôi, nên là đừng có như nhắc nhở nữa. Dạ thần không dám đâu ạ. Thôi ta đi tiếp đây. Từ đó hoàng hậu. Ê hoàng hậu, làm cái gì vậy? Hoàng hậu có sao không? Trời ơi, ngươi làm quá thôi à, có sao đâu. Cái này chỉ là té rồi mà. Ê chết rồi, hoàng hậu mà có chuyện gì thì tôi biết sao nói sao với hoàng thượng đi. Trời ơi, không sao đâu, tao bảo kê mà. Ủa, cái gì vậy? Ê dạ, alo. Ồ, dạ, tôi đã hiểu rồi. Hoàng hậu, bây giờ chúng ta phải đi về thôi. Lâu đài của chúng ta gặp vấn đề rồi. Bọn cá mập nó lại tấn công cái lâu đài của chúng ta nữa rồi. Không, tao sẽ ở lại đây, tao không có đi về đâu. Nhưng mà lâu đài của chúng ta đang gặp nguy hiểm đó. Bây giờ, ngươi đi đi, tao ở đây, không là tao chém đầu ngươi bây giờ. Dạ, tôi hiểu rồi. Dạ, hoàng hậu, cẩn thận nha. Thôi chừng đó, còn tôi đi về đây. Đúng một cái tên lính này cứ lại nhảy hoài à. Hả? Ai vậy? Hả? Cái người thả ta ra, cái người có biết ta là ai không? Hả? Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta vẫn phải bắt ngươi, bởi vì ngươi là sinh vật hiếm. Ây da, tự nhiên đau bụng quá ta. Chẳng lẽ nào? Đừng có dụ tụi ta nữa, tụi ta không có dễ bị dụ như vậy đâu. Ây, đau bụng quá, bây giờ sao ta? Thôi đủ rồi, ê, giờ đi kiếm đồ gì ăn cái coi, uống coi, để nó ra đi. Ok. Ôi con, vậy đi con. Ôi sao mình lại sinh thằng bé vào những lúc như thế này trời. Ôi chết rồi, bây giờ mình phải làm sao với đứa con mình đây. Ôi, chết rồi, tôi nó quay lại mất tiêu rồi. Ôi, ngươi cầm cái gì á? Tôi không cầm gì hết trơn á. Ê, cầm gì á? Ôi, đưa ra coi. Ê, tên kia, mở lọng ra. Mở lọng ra đi, ta vô rồi, coi nó đang cầm gì kìa. Đưa ra coi nhanh lên. Ê, chạy đâu rồi? Ôi, sao đây ta, tụi chị bị sắp tới rồi. Bây giờ con ở đây nha, có gì mẹ sẽ quay lại đón con sau bây giờ. Ồ, bắt được người nha. Ôi, đâu rồi? Ta đâu? Đúng rồi. Chết rồi, hướng nào vậy? Ôi chết rồi, mình đang bị một con cá mập đang đuổi theo. Chết rồi, mình kiểu này là bị ăn thịt chắc luôn. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Nó còn đuổi mình không vậy? Chết rồi, nó vẫn đuổi mình kìa con cá mập. Ôi, thằng kia có một cái lâu đài gì vậy? Ôi, chắc mình có thể trốn trong đó được. Vô đây. Ôi, hắn vẫn đuổi kịp mình kìa. Chết rồi. Ôi, núp chơi. Đáng sợ quá à. Chết rồi, suýt nữa là bị phải. Ôi, hết cá hồn. Ôi, ok. Ôi, đi đâu vậy cá? Ở đâu vậy? Ôi, nó lại tới kìa. Chạy, ôi, ở đâu? Ok. Ôi, con cá mập nó sẽ không vô được tại vì nó quá mập. Ôi vậy hả? Dạ đúng rồi, nó mập quá nó không có vô được. Leo. Ôi, trời ơi. Ghê quá, con cá mập này thiệt chứ. Hên quá. Ôi, nhưng mà bạn là ai vậy? Tôi chính là Togatiji, tôi tự giới thiệu. Ôi, sao biết làm cái gì ghê vậy? Ôi. Ôi, ủa cái gì đâu mà ghê chứ bộ bạn. Ôi, trời ơi, bạn cũng biết được mà bạn mày đặc xạo. Bạn là nhưng mà bạn có cái gì kìa trên người kìa? Tại vì tôi lão, tôi biết sao nữa, tôi là mồ côi từ nhỏ, tôi bị lạc đường, cái tự nhiên cái trên người tôi vậy á, chứ tôi thấy mấy bạn cá khác làm gì có đâu. Ủa, bạn là cá hề đúng không? Đúng rồi. Ủa, nhưng mà bạn từ đâu vậy? Tôi không biết nữa, tôi bị lạc, cái tôi bị con cá mập rượt, cái tôi chạy qua đây á, trời đất ơi. Thôi được rồi, đi theo tôi đi, tôi dẫn bạn về cho. Ủa, dẫn đi đâu vậy? Ê, đợi tôi với. Ủa, đi đâu vậy? Cái
vẫn canh kìa. Chờ nó đi chứ, nó đi chứ. Ơi nó vẫn canh kìa. Bây giờ mình phải kiếm hướng khác đi thôi, kiếm hướng khác thử coi. Ok ok, đi ra bên này thử. Ê để tôi với. Ôi ui, chỗ này có hướng ra nè. Ok. Ơi nó kìa. Hướng khác. Hướng khác thôi. Ok. Trời ơi, hay quá bà ơi. Tự nhiên tôi gặp được một bạn cá hề rất là dễ thương giúp tôi vừa cứu tôi ra khỏi mấy con cá mập này nữa. Trời ơi, kìa kìa. Lên. Ôi nhưng mà bạn dẫn tôi đi đâu vậy? Nhà của tôi hồi nãy tôi nói rồi mà. Ok. biết gọi cọc cặn quá. Thôi đi thôi tới đó thôi, nhanh lên. Thôi, hình như sắp tới nhà bạn rồi kìa, tôi thấy cái màu gì cam cam giống cái màu của cá hề bạn quá. Hay hay đi vô. Ấy cha. Hình như đây là nhà của bạn hả? Wow. Ôi, nhưng mà nhìn nó cũng không đẹp quá lắm à. Hello. Ôi, dạ, con chào chú. Con là Togatiji, con là một con cá. Là chú tôi. Ồ, anh của bạn hả? Ồ, hello anh, chết tôi tưởng là ba của bạn chứ. Ồ, ok. Ồ, đây là nhà của hai người á hả? Rồi. Sao nhìn nó cũ kỹ gì, rong rêu từ lưa hết trơn vậy? Ê, nó chơi nhà mình kêu. Ê, đâu có chơi đâu. Trời ơi, trời. Hai người giúp tôi lại, tôi thấy vui lắm rồi. Ôi, nhưng mà... Ồ, trong kia là gì vậy? Ồ, cái toilet hả? À, ok. Xin lỗi, biết gọi. Wow, may quá. Thôi, nói chứ giờ thôi chứ trước giờ em cũng chưa có cái nhà nào ở hết trơn. Em là trẻ mồ côi, em bị lạc ở ngoài đường, ngoài nước, ngoài biển vậy nè. Thôi anh cho nhận nuôi bạn đó đi. Hai đứa mình ăn cơm chưa đủ, em muốn nhận nuôi thằng nữa. Thôi nhận nuôi em đi, chứ em ở ngoài kia lũ cá mập nó bắt em, nó cắn em á. Em thấy bạn nó vui tính mà. Đúng rồi, em vui tính lắm. Thôi được rồi, muốn nhận nuôi cũng được. Cái được nhận nuôi rồi. Yeah. Thấy em lạ lắm á. Ủa có gì đâu lạ? Cái con cá nào có hai cái tai mang gì như em đâu. Ủa anh cũng có đuôi nữa nè. Ủa sao vậy? Bình thường em cũng thấy ít người có giống em lắm, nhưng mà em không biết em là gì nữa, nhưng mà em là một con cá thì phải. Ta nhớ là những người có mấy cái thứ này là người trong hoàng tộc mà. Trời ơi, anh nói cái gì giỡn hoài. Em là mấy con cá bị lạc trôi ngoài đường. Em bị lạc nên trẻ mồ côi vô gia cư mà hoàng tộc cái gì. Thôi được rồi. Em đói bụng. Đói bụng quá. Nhanh lên. Đau bụng quá. Trời ơi, bữa giờ. Wow. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Nhầm. Lâu rồi em mới ăn được món ngon như vậy á. Ê, cho em ăn mà. Ôi xin lỗi. Lê. Không. Trời ơi, cho tôi ăn. Ôi, cái này cái giường này. Ấy da. Tôi vô đây tôi trốn này. Bye bye. Ơi, cho nó thả tôi ra. Thả tôi ra đâu mày túi quá. Trời ơi, thả em ra. Em giỡn thôi mà. Trời ơi, thôi công nhận cái gia đình này vui thiệt chứ. Mặc dù là họ mình mới quen họ thôi, nhưng mà họ rất là tốt. Trời ơi, thui quá. Wow, hôm nay có một cái gia đình mới thiệt là vui. Nhưng mà tối rồi con buồn ngủ quá. Đi ngủ. Ngủ gì kỳ vậy, cái giường gì xéo bên vậy. Có hai cái giường cho ngủ. Trời, thôi kệ, cứ ngủ đại thôi. Thôi đi ngủ thôi. Ok, ngủ thôi. Ơi trời sáng rồi, hay là tụi mình ra ngoài chơi đi, ở trong này chán quá. Sáng rồi, tao ngủ rồi. Trời ơi, đi ngủ tiếp thôi, kệ thôi kệ đi. Anh của bạn ngủ tiếp rồi, tôi với bạn ra ngoài chơi. Đi thôi. Để biến thành con cá cái đã. Ý cha. Ơi, nhưng mà đi chơi xa cái chỗ bên kia ra nha, bên kia nó có cá mập á, ghê lắm. Đi qua ngoài này chơi. Rồi, đi thôi. Lên. Trời ơi, chỗ này cống nhận. Ôi kìa, có cái gì vậy? Ô, bên này có mấy cái hòn đảo gì nè. Không biết trên đó có gì ta. Thôi đi chỗ khác chơi đi, kiếm chỗ khác. Ôi trời. Bị gì vậy? Ôi đâu rồi? Đâu rồi? Ôi cái gì đây? Ôi cá hề, bạn bị cái gì vậy? Tôi bị kéo. Chết rồi, hình như cá bị mắc cần câu rồi. Không được. Mình phải kiếm cách gì đó để cứu bạn ấy mới được. Ok, để tôi cứu, đừng có lo. Tên kia không có được bắt bạn của tôi. Tôi chết rồi. nhưng mà công nhận mấy chỗ này nguy hiểm thì chứ. Thôi đi về đi, nguy hiểm quá. Đi về nhà với anh bạn ơi. Ok đi thôi. Thôi ơi, đi về thôi bạn ơi. Hôm nay tôi nhờ tôi mà tôi cứu bạn á. Trời ơi, ai vậy?
giờ đưa thuế nhanh không? Hello. Tôi không biết thuế gì đâu. Thuế gì vậy? Bây giờ không biết lệnh của nhà vua ở trên cao cấp trên đã nói là phải thu thuế. Bây giờ phải thu đưa đây. Thuế gì vậy? Cái này thuế, thuế này là gì vậy? Đâu mà đưa. Ủa chú, anh ơi, cái này thuế này là gì vậy anh? Không mà tao xiết chỗ này đó. Đây là thuế mà mỗi năm nhà vua kêu đóng á, nó là vàng bạc châu báu nè. Mà anh không có thì bây giờ. Đúng rồi, không có đâu. Nhà này là nhà nghèo á chú ơi, nhà nhà tôi con ở con mới ở đây con biết là nhà nghèo hay nhà giàu vẫn phải đóng. Dạ không không đóng, không đóng đâu. Nhóm này ra coi. Ây, ây da, ây da. Để cho người ta nói chuyện người lớn. Người không có phải không? Không có. Ê, ơi, lại cái gì vậy? Bây giờ không được đánh anh của tôi. Không được đánh anh của tôi. Không có được đánh anh của tôi. Ơi, đánh đã, đánh đã coi. Ây da. Trời ơi, đừng có làm tôi tức nghe. Trời đất ơi, ông làm tôi tức điên rồi đó. Ây, chà. Cái gì vậy? Thả tôi ra coi. Không, dám vô nhà người ta mà lấy tiền của người ta vậy sao được? Cho lên cái nữa nè. Bây giờ có chịu đi ra khỏi đây không? Đây là nhà của người ta, không có vụ mà vô làm vậy nghe. Cho mày đi. Chết rồi, sao con không bắn được nó vậy? Chết rồi, con hết sức rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Sao nhốt tôi vô tù luôn rồi? Ai biểu gì đánh người ta mà giờ không chịu nộp thuế nữa. Thôi, ở trong đây ngon ngon đi. Trời ơi, bị bắt về lâu đài gì luôn rồi. Trời ơi, nhìn này kìa, hình như có cái lâu đài bự lắm kìa. Nhưng mà tại sao họ còn thu thuế của tụi mình? Trời ơi, tụi mình nghèo quá trời quá đất à. Anh đừng có buồn. Sao anh ngồi một cục buồn vậy? Thôi anh đừng buồn. Trời đất ơi, thôi ông chào đâu. Chắc xíu nữa mình cũng được thả ra. Trời ơi, mình mà gặp được ông vua đó chắc là mình đá ổng mấy phát luôn quá. Thôi em đừng có đá ổng mấy phát, ông đá em lại mấy cũ. Trời ơi, mấy cũ luôn hả? Bồ quá vậy. Mấy cũ luôn hả? Dạ thưa đức vua, thần đã bắt những tụi không chịu nộp thuế vào tù hết rồi. Tốt lắm, còn tin tức của vợ ta thì sao? Cả con của ta nữa. Các người sao lâu rồi chưa có tung tích gì trơn hả? Thần rất tiếc là vẫn chưa kiếm được ạ. Đúng là một lũ vô dụng mà. Tới việc nhiều đó mà cũng không làm được hả? Vậy thần đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà đúng là một lũ vô dụng mà. Thần xin lỗi đức vua. Đã lâu lắm rồi sao còn chưa biết được tung tích của vợ ta và con của ta nữa. Chết rồi, thưa đức vua, cá mập nó lại tấn công rồi. Cái gì cơ? Hãy cho binh lính bảo vệ thành nhanh lên. Dạ. Yeah. Trời ơi, không biết bao giờ mới được thả nữa. Trời ơi. Ơi. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, cá mập nó tấn công kìa. Chạy. Ôi, chết rồi, vẫn là lũ cá mập. Sao tụi nó có thể tấn công vô cái thành này luôn vậy? Ôi, nó lại là đuổi mình kìa. Chạy, nhanh lên. Ôi, trời ơi, mình cứ bị cá mập đuổi hoài vậy trời. Chạy, kẹt rồi. Chạy, nhanh lên. Hình như là kia là cung điện. Mình có thể vô đó để cho nó an toàn. Nhanh lên. Nó còn đuổi mình không vậy? May quá, mình nhớ nó hết đuổi mình được coi. Nó không có lên bờ được với mình đâu. Lên. Để đi lên coi. Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái ai vậy? Ôi, hình như đó là nhà vua kìa. Ôi, chết rồi, nhà vua đã bị đe dọa với con cá mập. Ê, để mình giúp nhà vua. Để con giúp ngài. Dạ. Chết đi. Ngươi không được làm hại nhà vua nghe chưa? Ôi, được rồi, nó bị dính bong bóng của mình rồi. Ôi, vua, ngài có sao không vậy? Không sao mà nhốt lại. Con chính là cái người mà bị nhốt vô tù á ngài. Ngài có sao không vậy? Ngài có sao không? Con sao mà quen thế? Con quen hả? Ủa, con đã gặp ngài bao giờ đâu mà quen? Của con thật giống vợ của ta. Vợ của ngài hả? Ủa, dạ con không biết nữa, nhưng mà con là trẻ mồ côi, con chưa bao giờ gặp ngài hết á. Con chỉ mới gặp những cái người mà đã giúp đỡ con là mấy chú cá hề thôi à. Ủa, nhưng mà vua không sao là được rồi. Sao tự nhiên ngài bị con cá mập kia nó đe dọa vậy trời? Ê, bọn lính của ta không biết làm ăn kiểu gì mà để cho ta bị đe dọa được nữa. Tức đâu? Dạ có thần đây. Ôi, thằng này tao vừa mắc mấy trong tù mà. Sao vậy đức vua? Trời ơi, tại sao ta bị cá mập cắn mà ngươi không cứu ta để thằng nhóc này làm hả? Vô dụng. Đúng rồi, con là người cứu đức vua nhưng mà tự nhiên bắt con vô tù đánh con nữa. Trời đất ơi. Ủa nhưng mà con tên gì vậy? Ta còn chưa hỏi nữa. Dạ con tên là Toga. Kìa, nghe cái tên quen vậy ta. Con nhìn đi hệt như là vợ ta vậy. Ủa mà con lại trẻ mồ côi hả? Dạ đúng rồi, con không có biết ba mẹ của con là ai hết. Con sinh ra là con đã ở một mình rồi. Không lẽ ôi cái gì vậy? Coi chừng kìa. Ôi trời ơi, con cá mập khổng lồ kìa. Chết rồi. Ôi đánh nó đi mọi người. Ôi để con giúp, mày. Ôi chết rồi. Xin lỗi. Trời ơi. Bắn nó. Mày. Trời ơi con này nó nặng quá, con không có đưa, có vô bong bóng được. Đức vua có chừng kìa. Mày. Chết đi. Trời ơi nó trâu quá đức vua ơi. Phụ con vậy. Mày. Ơi, hình như con bóng dính nó rồi, nó bị dính rồi. Yeah, nó bị dính vô bong bóng rồi.
ôi trời ơi, trời ơi cái ông lính này, trời ơi mày làm tôi bắn lại nè, mày ôi trời, xin lỗi, để con giúp, mày, ơi đừng gọi, đừng có đụng, đừng có đụng nữa, chết rồi, yeah. Trời đất ơi, cuối cùng xử lý xong rồi. Xong rồi, thôi được rồi, tao bắt ngươi vào tù. Ê, ê, bắt ngươi à. Bắt ngươi đồng ngươi. Sao vậy? Ta đã vừa mới nhận ra rồi. Đây, chính là đứa con thất lạc của ta. Ủa, cái gì? Con hả? Hả? Ngài nói thiệt không vậy? Ngoại hình của ta chỉ có hoàng tộc mới có được thôi. Với lại con sử dụng được chiêu, rất là hiếm. Chiêu này hả? Đúng rồi. Ôi trời ơi. Cái gì ơi? Trời đất ơi. Ủa, là ngài đã nói thiệt hả? Như vậy, con chỉ là đứa con của ta thật là mấy năm nay. Nhưng mà, vậy thì mẹ của con đâu? Ta vẫn đang tìm kiếm mẹ con nè. Có được con rồi, ta vui rồi. Trời ơi, thằng cướp này là hoàng tử hả? Ổn ráo gì hả? Trời ơi, ông mất dạy, tôi là hoàng tử mà mất dạy. Thôi trời, ôi, 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 thôi, để cho nó ở trong bong bóng vậy luôn đi. Thôi, okay. Vậy cho con rồi, coi. Đây là con, đây là cung điện của ta đó. Wow, vậy đây ra chính là nơi ở thật sự của con hả? Đúng rồi, đây, ngai vàng của con à. Ô, trời đất ơi, vậy là mình đã tìm ra được ba mẹ thật sự của mình rồi. Mặc dù chưa được gặp mẹ. À, nhưng mà từ từ, cha nghe, bữa giờ cha gì mà cha thu thuế gì của mấy người nghèo gì vậy? Từ lưa vậy, mấy chú cá hề là bạn của con, cái ba vô thu thuế bà đánh người ta nữa, không được đâu nghe. Thôi vậy thôi, mai mốt mình nghe lời con sẽ giảm thuế thì thôi, bỏ thuế luôn. Ôi trời đất ơi, dạ con biết rồi. Vậy từ nay thì cha mình chính là hoàng tử của biển cả các bạn ơi. Wow, mình đã có cái vương miện trên đầu rồi nè mọi người ơi. Vậy là con đã trở thành hoàng tử biển cả thiệt sự rồi. Như vậy để con trai. Thì cuối cùng mình cũng đã tìm thấy được gia đình thật sự của mình rồi các bạn ơi. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe cũng như cho mọi người trong sinh tố team nha. À quên nữa, bây giờ con phải đi tìm kiếm mấy người cá hề để hồi nãy đã giúp con nữa ba ơi. Để con kiếm họ rồi con cho họ, con trả thưởng tiền cho họ tại vì họ đã cứu con nữa. Rồi đi tìm thôi. Oh, hello ông lính. Hello. Hello nè. Đánh tôi hả? Đánh tôi hả? Tôi chờ ở đó luôn nghe. Tôi đi kiếm mấy người kia tôi cứu đây. Bye bye. Let's go. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của sinh tố team dành cho ai là fan của sinh tố team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của sinh tố team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.